Xin chào các anh chị. Hôm nay Nhì sẽ xin chia sẻ với anh chị một cái trang đầu tư tài chính mới, đó là cái trang ethchat.org nha anh chị. Đây là cái giao diện chính của cái trang này. Thì thông qua các vấn đề mà Nhì có thao tác trên cái trang này á, thì Nhì được đánh giá là trang này mình thao tác nó rất là mượt cho các anh chị nha, nó rất là rõ ràng luôn, tài khoản danh mục đối tác lịch sử nha, rất là rõ ràng luôn. Thế thì cái trang này nè các anh chị, nó là cái nó hoạt động như thế nào nha. Cái trang này á là của công ty ETH nha, chết công ty này là công ty có thật luôn các anh chị. Thì nó kinh doanh hai cái loại đồng tiền chính và nhiều loại đồng tiền khác. Thứ nhất là đồng tiền Bitcoin, đồng tiền Ethereum. Đồng tiền Ethereum này á là đồng tiền đứng thứ hai sau đồng tiền Bitcoin thôi nha. Hiện nay luôn xu hướng là mọi người đang trữ cái đồng tiền Ethereum này, tại vì cái đồng tiền này được đánh giá là phát triển khá là mạnh, và tương lai á, là nó sẽ chiếm một cái thị phần nào đó về cái lĩnh vực là tiền điện tử. Thì hiện nay là cái giá của đồng tiền Ethereum này á là nó khoảng là 13 đô một Ethereum, thì Nhi cũng định tính là sẽ trữ một số lượng cái đồng tiền này để mà chờ nó lên giá, hay là mình dùng cái đồng tiền mua cái đồng tiền này mình đầu tư trực tiếp vào cái công ty này luôn. Tiền vì cái công ty này á là nó nhận đồng tiền Bitcoin của mình này, mà nó nhận đồng tiền của Ethereum mình luôn nha. Thì chắc anh chị cũng biết á, là đồng tiền Bitcoin của mình á, là nó có cái ví blockchain đúng không, để mà trữ đồng tiền Bitcoin. Thì cái đồng tiền Ethereum cũng vậy, nó cũng phải có cái ví để mà trữ cái Ethereum nha. Đó, nó có ví riêng luôn đó. Thì cái này là mình sẽ tìm hiểu sau nha. Đấy, thì trước mắt á, là mình sẽ đi tìm hiểu về cái trang Ethereum.org để mình đầu tư. Đó, rất là rõ ràng luôn, nó là một công ty có thật, và nó là dùng cái đồng vốn của mình để mà nó đi mua và bán giao dịch cái đồng hai cái đồng tiền đó để nó có lời, và nó sẽ chia 50% cái lời đó cho mình. Thì thường á là cái lãi suất của cái trang này á là từ 15 đến 25% trên một tháng, trừ thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy và chủ nhật á là người ta không có làm việc, công ty người ta không có làm việc nên người ta không có giao dịch, từ đó là người ta không có chia lợi nhuận thứ bảy và chủ nhật cho mình nha. Thì Nhì đánh giá luôn á là với cái mức lãi suất gọi là tốt như thế này, thì công ty này á, nó sẽ là một cái nơi mà để mình đầu tư lâu dài thôi. Nếu mà các anh chị biết cách đầu tư nữa thì lát nữa Nhì sẽ hướng dẫn cho các anh chị là mặc dù cái lãi nó thấp nha, nhưng mà mình vẫn có cách đầu tư để mà tạo ra cái lợi nhuận nó cao với mong muốn của mình, được không? Rồi, thì cái công ty này nè là nó có trụ sở ở Hồng Kông đó anh chị, công ty rất rõ ràng luôn nha. Hồng Kông đó thì các anh chị ở nào ở Hồng Kông thì các anh chị có thể coi. Đấy. Thì các anh chị này thấy nè, nó kinh doanh mua bán các loại đồng tiền này á trên một số sàn nè. Cái trụ sở của nó, nếu mà các anh chị muốn á, và tạo một cái gì ta, một cái văn phòng đại diện như thế nào đó, thì các anh chị phải tuân thủ theo các chuẩn của cái Ethereum này, Ethereum này ha. Ví dụ như là diện tích ít nhất phải 20 mét vuông, hay là có thiết kế theo đúng cái trụ sở của Ethereum được không? Đó. Bây giờ Nhi sẽ không đi giới thiệu về cái trang này nữa, tại vì Nhi cũng đã kiểm tra và đánh giá rất rõ ràng rồi. Trên Similarweb cũng đánh giá luôn rồi. Đó, thấy không? Cái biểu đồ này tốc độ tăng trưởng của nó này khá là lớn này, thấy không? Mà cái số lượng bây giờ nó cũng còn ít thôi. Nên mình nghĩ là tương lai mọi người ở khắp nơi ở thế giới luôn thì người ta sẽ đầu tư vào cái trang này, được không? Để mà các anh chị mà tạo được cái tài khoản trên cái trang này á nha, để mà tạo được cái tài khoản trên cái trang này á, thì các anh chị thứ nhất á là mình phải có link của người bảo trợ, được không các anh chị? Các anh chị phải có link của người bảo bảo trợ thì mình mới có thể là tạo được cái tài khoản. Đây là cái link bảo trợ hay là link cài đặt, thì mình sẽ gửi cho các anh chị ở dưới cái video clip này, ở dưới cái comment luôn nha, hay là các anh chị trong cái group Telegram của mình á, thì mình sẽ gửi cho các anh chị để mà các anh chị click vào cái đường link này để mình cài đặt tài khoản mới được nha. Bây giờ mình sẽ cài đặt luôn, mình sẽ enter và chờ nó load về cái trang chủ. Nó đang load về trang chủ nè các anh chị. Đúng
Đây là cái trang mình sẽ tiến hành đó là cài đặt nha. Anh chị bấm vào phần tạo tài khoản. Sau khi các anh chị mình sẽ thoát cái tài khoản hồi nãy nhì vừa mới đăng nhập, thì bây giờ mình sẽ thoát cái tài khoản này đi nha. Mình sẽ thoát cái tài khoản này đi. Đó, có nghĩa là sau khi mà các anh chị bấm vào cái đường link hỗ trợ, nó chờ cho nó log về trực tiếp cái trang ethstress.org này thì mình mới bắt đầu đăng ký nha. Các anh chị không được bấm trực tiếp cái trang này khi mình đăng ký, có nghĩa là không tới có bổ trợ á, thì mình sẽ không có đăng ký được, hay là một số quyền lợi nào đó công ty nó không có bảo đảm cho mình, thì mình phải bấm trực tiếp vào cái đường link bổ trợ nha. Và một cái ID wifi mình nên tạo một cái tài khoản mà thôi, được không anh chị? Mình không nên tạo nhiều cái để mình hưởng cái hoa hồng. Nếu mà các anh chị, tại vì cái hoa hồng gì nó luôn ha, cái hoa hồng của cái Ethereum chat này á, là nó thấp lắm, nó không có nhiều đâu nha. Rồi mình bắt đầu bấm nút đăng ký nè. Rồi mình bấm cái mail của mình vào nha, ví dụ như cái một cái mail bất kỳ một cái mail gì đó đi ha. Mình bấm một cái mail tương tự ha, ví dụ một cái mail này. Rồi mình nhập cái mã này anh chị, cái mã bên bên đây nè, 31 nè, 31502 giờ. Đây anh chị thấy không, nó hiện lên cái link, cái ID của người bảo trợ là của nhì này. Khi mà các anh chị mà bấm vào cái đường link bảo trợ mà nó hiện ra cái này là đúng nha. Các anh chị bấm vào trực tiếp thì nó không có hiện ra cái link bảo trợ này đâu. Anh chị bấm vào tôi đồng ý, được chưa? Cái khâu này khá là đơn giản thôi, anh chị bấm vào cái mail, được chưa, mã này, và anh chị bấm vào chỗ là tạo tài khoản cái gì ha, bấm vào tạo tài khoản. Rồi nó sẽ gửi về cho các anh chị một cái mã trên cái email nha, một cái mã trên cái email, thì các anh chị nhập cái mã này, được chưa, nhập cái mã này, tại vì nhìn làm rồi nè, nhập cái mã này, anh chị copy thả vào trong cái phần này, được không, anh chị copy thả vào trong cái phần này. Đó, khi mà các anh chị bấm nút gửi nha, thì coi như là cái tài khoản của anh chị á, nó sẽ đến cái phần này, là các anh chị bấm vào là nó sẽ thành công, được không chị? Tại vì nhì tạo rồi nên thì không thể bấm gửi được nữa. Đó, nó sẽ hiện ra là tên đăng nhập của các anh chị nè, đây ví dụ đây là tên đăng nhập của nhì nè, và mật khẩu ha, thì các anh chị phải là mình đổi cái mật khẩu này đi, được không? Đó, khi mà các anh chị vào cái trang này rồi, được chưa, các anh chị là bắt đầu là mình đổi thông tin, đổi mật khẩu luôn. Bây giờ nhì sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của nhì nha. Có nghĩa là khi anh chị bấm gửi và nó sẽ là thành công, được chưa? Nhớ là mình sẽ vào mail để mình lấy, mình nhập cái mã code và bấm nút gửi. Khi bấm nút gửi là coi như là tài khoản của mình đã được thành công. Đó, bây giờ nhì sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của nhì nha. Đây là tài khoản mà nhì đã đầu tư luôn rồi. Tại vì nhìn nghiên cứu thằng này cũng khá là lâu rồi nên mới quyết định đầu tư và chia sẻ cho các anh chị, được không? Mình bấm nó tắt đây. Rồi các anh chị để ý này, đây là cái logo cài đặt nha. Mình vừa mới tạo tài khoản xong á, mình sẽ vào cái này, mình sẽ thay đổi một số thông tin hay là mình bảo mật nha. Đây, đây là tên đăng nhập của các anh chị, đây là của nhì nè, mail nè, và anh chị bấm số điện thoại vào vô nha. Đây cái phần thanh toán nè, anh để ý nha, nhì sẽ làm tới bước nào thì anh chị để ý bước đó nha. Chi tiết thanh toán, cái nghĩa là cái này ấy gọi là ép ví á, cái nghĩa là mình sẽ copy, mình sẽ vào blockchain, mình copy cái địa chỉ ví của mình dán vào trong đây, được chưa, mình dán vào trong này, để khi nào mình rút tiền về á là nó sẽ về cái ví blockchain của mình, được không? Và anh chị bấm lưu lại, anh chị chọn nè, anh chị chọn tích vào cái chỗ mà logo của Bitcoin này, anh chị thả vào nha, và anh chị bấm lưu lại. Rồi sau đó là các anh chị tới cái mục đó là đổi mật khẩu.
Đó, cái mật khẩu hồi nãy đó anh chị, cái mật khẩu hồi nãy là mật khẩu cũ, là cái mật khẩu mà nó cho mình này, mật khẩu của bạn này ha, là anh chị copy nguyên cái mật khẩu này, được chưa? Anh chị copy nguyên cái mật khẩu này. Các anh chị thả vào trong cái phần này, được chưa? Cái này và anh chị bắt đầu là tạo cho mình một cái mật khẩu mới, được không? Tạo mình mật khẩu mới và anh chị bấm lưu lại. Còn anh chị nào mà muốn mình xác thực hai yếu tố 2FA đó để mà bảo mật hơn đó, thì mình bấm vào đó, sau khi bấm vào đấy nó có nút lưu lại nha anh chị, đổi mật khẩu thì anh chị xong anh bấm lưu lại rồi anh chị tắt đi đó. Rồi có nghĩa là các anh chị đã hoàn thành xong cái việc là tạo tài khoản và thông tin của cái tài khoản của mình. Bây giờ thì sẽ xin đó là chia sẻ các mục của cái trang thread.org mà mình sẽ tham gia. Thứ nhất á, là cái phần tài khoản này các anh chị, nó có phần là thông tin cá nhân nha, phần tài khoản này nó có cái phần là thứ nhất là thông tin cá nhân, được không? Anh chị bấm vào phần tài khoản nó sẽ hiện ra là thông tin cá nhân, thì đây là cái mục này, mục thứ nhất nha, mục đây là địa chỉ ID của mình nha, ID của mình. Rồi cái đây là cái phần đầu tư, ví dụ như đề nghị đã đầu tư rồi nè đó, các anh chị đầu tư bao nhiêu á, là nó sẽ hiện vào phần đây hết, anh chị rút bao nhiêu là nó hiện hết. Còn cái phần này á là cái phần lãi mỗi ngày nhé, lãi mỗi ngày nó về. Cái đây là phần thưởng nha, khi mà các anh chị nhìn F1 á, đây là đối tác là bao nhiêu, số lượng bao nhiêu nè, F1. Còn cái đường đây á, là cái đường link, ví dụ các anh chị muốn mà tuyển F1 á, là các anh chị copy cái đường link này gửi cho người ta click vào cái đường link, nó cũng như là link cài đặt giống như gì hồi nãy á, được chưa? Nó có hai cái link lận, các anh chị vào trong một đối tác nó cũng có một cái link, có nghĩa là khi mình tạo một tài khoản á thì mình sẽ có hai cái đường link, mình gửi cho người ta đường link nào cũng được đó, thì nó cũng trở thành là họ cũng trở thành F1 của mình, được không? Rồi còn đây á, là các phần là bảng tính lợi nhuận dự kiến nha, nó có 3 đồng, ví dụ như á, là mình bấm vào đồng Bitcoin, ví dụ như nhị đầu tư là 0.1 bit hay là tùy theo các anh chị đầu tư. Và nhị cũng khuyên luôn á là các anh chị đầu tư cũng vừa phải so với cái tài chính của mình thôi, như những cái khác mà nhị hay tâm sự với các anh chị là mình nên đầu tư một khoản như thế nào đó nha, chứ mình không có bao nhiêu mình cũng dùng hết bao nhiêu thì cái gì nó cũng có cái rủi ro của nó, được không nha? Ví dụ các anh chị đầu tư là 0.1 bit ha, trong khoảng thời gian là 360 ngày, ví dụ 1 năm chẳng hạn, nếu như mà anh chị đầu tư này như thế này là mỗi ngày nó về cái vốn các anh chị rút nha, mỗi ngày nó về các anh chị rút đấy, thì sau nó chạy qua là 360 ngày này thì các anh chị lãi là 0.3 bit ha, và tổng cộng với cái gốc á, là khoảng là 0.4 bit mấy thôi nha, tại vì các anh chị chưa bật cái chế độ gọi là tái đầu tư. Đây là cái chế độ tái đầu tư nha, ví dụ các anh chị bật chế độ tái đầu tư đó, bật lên thì nó cứ việc á, là sau khi mà mỗi ngày nó về cái lãi gốc này, cái chứ anh chị nó tự động nó tái đầu tư cho anh chị luôn, được không? Ví dụ như gì đã bật cái chế độ tái đầu tư nha, là nó sẽ không có hiện ra đây đâu, có nghĩa là nó về là nó đi luôn, được chưa? Đó thì anh chị để ý nè, mình bỏ 0.1 bit thôi mà các anh chị lãi đến là 2.5 bit đó, nếu mà anh chị mà không nghĩ đến cái khoản tiền này nữa đó, các anh chị cứ việc để đó đi nha. Ví dụ các anh chị bỏ 0.5 bit đó, các anh chị lãi của các anh chị là 12 bit nha, 12 bit. Cái nghĩa là cái 360 ngày này nè là cái số ngày mà làm việc nha. Ví dụ như các anh chị á, bây giờ mình tính đơn giản thôi nha, mình tính đơn giản thôi, ví dụ như bỏ một bit vào thì chạy 60 ngày, được không? Bật chế độ này đó, mình lời được 0.7 bit các anh chị. Và sau 60 ngày này nha, cái công ty này nó hay ở chỗ là nó cho mình rút gốc luôn nếu mình không muốn đầu tư với công ty này nữa đó, sau 60 ngày là nó hoàn tiền cái gốc của mình là 100%, được không? Còn những cái ngày mà 660 ngày vừa rồi ấy, là cái khoảng thời gian ấy là mình rút cái lãi đó, có nghĩa là vừa tới cái khoảng thời gian này, ví dụ mình vừa bật chế độ là tái đầu tư tự động đó, mình tới cái ngày 60 ngày cái mình được khoảng là 1.7 bit, mình có quyền rút hết luôn. Đó là trường hợp mà 60 ngày. Còn nếu như mà nó là khoảng 870 ngày này, 87 ngày này là 870 ngày làm việc này các anh chị, là mình trừ ra thứ bảy và chủ nhật á, có nghĩa một năm có 360 ngày,
thì mình trừ đi thứ bảy nhật thì trong một năm á mình còn lại khoảng là 200, mình không nhớ rõ nữa, nhưng khoảng từ là 208 mấy gì đó. Anh chị để ý không? Tức là một bit của mình sẽ có lãi là 12 bit. Đó, tương đương với là các anh chị, nói chung là các bảng này nó khá là hay, nó sẽ là dự kiến trên cái suất, cái mức lãi suất là từ 15% cho đến là 25% một tháng nha, khi mà các anh chị đầu tư vào Bitcoin được không? Thì nhì vừa đầu tư là 0.1 thì ít bữa nó gì sẽ đầu tư là thêm 0.5 hay là tăng hơn nữa, đó là tùy. Thì cái công ty này là nó cho phép mình tiếp tục mình đầu tư, chứ không phải là mình đầu tư một lần rồi thôi được nha. Rồi thì để mà đầu tư được á thì các anh chị bấm vào cái phần đầu tư, ví dụ như ha, hồi nãy giờ là ví dụ trường hợp là các anh chị vừa tạo xong tài khoản xong, mình điền thông tin hết rồi, bây giờ mình bắt đầu là đầu tư, thì mình bấm vào cái phần đầu tư này được chưa, bấm vào cái phần đầu tư này mình chọn là Bitcoin, hay là nếu mà các anh chị là có Ethereum là các anh chị bấm vào phần Ethereum được chưa, là mình bấm bao nhiêu cái số là tùy mình đó. Nhiều anh chị mà đang có Ethereum cũng là một lợi thế này, tại vì cái Ethereum này á, là nó càng ngày vừa tăng, có nghĩa là anh chị nhận được cái mức lãi suất trên cái trang này là một, thứ hai cái giá trị tăng trưởng của cái đồng này ha, thì các anh chị cũng được tính luôn đó, tại vì người ta trả cho anh chị là trả Ethereum, khi mà cái thời điểm mà 6 tháng hay là một năm sau cái đồng tiền này nó tăng đi thì các anh chị bán ra là bán trên cái giá trị của năm 6 tháng hay là một năm sau nha, bây giờ nó là 13 đô thôi, chứ ai biết được là khoảng một năm sau là nó là tới 50 đô chẳng hạn. Nó là tùy theo các anh chị là mua Bitcoin bỏ vào đầu tư bằng Bitcoin trực tiếp hay là Ethereum hay là USD được chưa. Bây giờ ví dụ mình bấm vào phần BTC đó là Bitcoin, mình đầu tư là 0,5 bit được không, hay là một bit hay là 0,1 bit, đó là tiền anh chị nha. Nhi cũng nói rất là rõ, từng nói rất là rõ ràng rồi, các anh chị chơi tài chính á thì mình chơi một khoản tiền vừa phải mà thôi nha, có thể là chơi giải trí hay là chơi mà để mình có một khoản thu nhập thụ động hàng hàng ngày hàng tháng đó, thì nó cũng là một cái phần nào đó để mình kiếm thêm cái thu nhập, chứ mình không có bao nhiêu tài sản của mình đi vô hết là sai nha, là Nhi không có khuyến khích nha. Bây giờ ví dụ như 0,5 ha, mình bấm vào cái phần 0,5 này, mình bấm vào tạo một danh mục, bấm vào tạo một danh mục, anh chị thấy không, nó ra cái phần nó đang chờ này đấy. Các anh chị đã từng chuyển tiền ở blockchain rồi thì các anh chị cũng đã hiểu rồi ha, cái này á, là cái khoản tiền mình sẽ chuyển chính xác cho công ty này ra, công ty ETH Trust này được chưa. Cái đây là địa chỉ ví của người ta này, của công ty luôn này nha. Các anh chị ra blockchain được chưa? Các anh chị ra blockchain, cái này thì sẽ không làm trực tiếp trên blockchain nữa. Thì cái này mình đã, các anh chị cũng từng chuyển tiền chỉ Bitcoin khá là lâu rồi, mình rành lắm rồi. Đó, các anh chị chỉ cần là chuyển đúng cái số bit và địa chỉ ví này cho họ. Sau khi các anh chị chuyển xong ở blockchain xong á, thì các anh chị bấm vào phần là đã thanh toán nha. Chứ không phải là các chị vừa bấm cái phần là tạo tài khoản xong ha, các anh chị bấm vào tạo một danh mục xong mà anh chị bấm luôn đã thanh toán là sai nha, mình phải chuyển ở blockchain trước, mình đã chuyển ở blockchain trước sau đó là mình mới bấm vào phần đã thanh toán. Thì khi á, mà các anh chị bấm vào phần đã thanh toán thì các anh chị chờ vài phút thôi nha, chờ vài phút để mà nó có ba xác nhận, công ty nó có ba xác nhận thì coi như là các anh chị đã hoàn thành cái phần là chuyển tiền không. Ví dụ như Nhì đã chuyển tiền xong thì người ta đã xác nhận cho Nhì là đầu tư là 0,1 bit nha, tại vì Nhì mới đầu tư thôi, chứ tương lai thì cũng chắc cũng phải đầu tư hơn, cũng cũng gần thôi, tại vì để làm trước cho các anh chị ha, để chia sẻ cho các anh chị đó. Thì khi mình chuyển tiền xong thì nó có ba xác nhận thì nó tự động á, là nó sẽ tính cho mình là đầu tư bao nhiêu ha, về điều khoản là một ngày này đó. Các anh chị nên nhớ nha, khi mà các anh chị đầu tư á, vào cái ngày thứ hai thì bắt đầu ngày thứ ngày ngày thứ hai á, thứ hai thứ ba thứ tư năm á, cái ngày thứ hai á thì bắt đầu là ngày thứ ba các anh chị sẽ nhận được lãi. Còn trường hợp á, là các anh chị đầu tư vào thứ bảy hoặc chủ nhật, có nghĩa là hai cái ngày đó là người ta không có làm việc nha, nhưng mà anh chị đầu tư thả tiền vào trong cái ngày đó nó vẫn nhận bình thường
và nó tính từ ngày làm việc trở đi. Đó, các vị để ý nha, là mình nên đầu tư vào thứ hai hoặc là thứ ba, thứ tư và thứ thứ năm, được chưa? Đừng có nên đầu tư vào thứ bảy và chủ nhật nhé. Và cái việc rút tiền cũng vậy nhé, cái việc rút tiền cũng vậy. Cái trang này nè, nó có một cái nguyên tắc của nó là khi mình rút tiền á, là nên rút vào những cái thời hạn á, nó quy định của nó, chứ không phải đụng cái giờ nào mình cũng rút nha. Đấy, và nó có một cái quy định riêng, và mình cũng liên hệ với cái support hỗ trợ bên công ty này cũng khá là nhanh luôn nha, chứ không phải lâu như những cái trường hợp khác đâu, được không chị? Đó là cách mà chúng ta tạo một tài khoản, chúng ta đầu tư nha. Các anh chị nào á, mà khi mà thao tác á, mà chưa cái rành lắm á, thì mình sẽ liên hệ với Nhì để mà Nhì nhắn tin cho Nhì để mà Nhì hỗ trợ cũng như là Nhì giải thích cho các anh chị nha. Tiếp theo á, Nhì vào cái phần mà đối tác này, đối tác để mà Nhì sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị để các anh chị hiểu hơn nha. Anh chị thấy không? Khi mình vào đối tác là nó có một cái đường link này, cái đường link này chính là đường link bảo trợ luôn ha. Các anh chị copy cái đường link này của các anh chị á, các anh chị gửi cho F1 của anh chị, khi mà người ta làm việc á, người ta cho đi á, người ta đầu tư thì mình sẽ được là phần trăm. Cái phần trăm của cái công ty này nó trả hoa hồng cũng khá là hay luôn. Các anh chị để ý nha, ví dụ như á, những cái sân chơi tài chính khác á, các anh chị cứ tuyển F1 vô, bao nhiêu F1 không cần biết, cứ mỗi F1 là các anh chị có 10% đúng không? Các anh chị ví dụ các anh chị đầu tư một khoản tiền rất là nhỏ đi, đúng không? Nhưng mà các anh chị tuyển bao nhiêu người thì nó cũng trả cho anh chị là 10%. Nhưng đối với công ty ATH này á, là nó khác, nó công bằng hơn. Nghĩa là các anh chị đầu tư ít thì tương đương với các anh chị tuyển F1 vào á nha, thì các anh chị hưởng cái hoa hồng nó thấp. Còn nếu mà anh chị đầu tư một khoản tiền vừa thì các anh chị sẽ hưởng cái hoa hồng nó sẽ vừa, nó có mức độ đàng hoàng ha. Thì Nhi sẽ phân tích sâu cái phần đó. Thì cái này á là Nhi chỉ tìm hiểu và Nhi thấy cái vấn đề là nó lâu dài, chứ Nhi không nghĩ là mình sẽ tìm hiểu cái này để mình tạo ra rồi mình kêu gọi anh em vào chơi để mà hưởng hoa hồng là không có phải. Tại vì cái hoa hồng của bên này á, nó không có cao đâu, nó chỉ có 3% thôi nha. Còn nếu mà được cao hơn á, là bắt buộc Nhi phải đầu tư nhiều hơn, hay là cái doanh số F1 á, nó phải nhiều thì người ta mới tự động, người ta phải nâng cấp cái hoa hồng cho mình về sau nha. Rồi, các anh chị để ý nha, đây là cái cấp bậc nha, đây là cái cấp bậc này. Ví dụ như đối tác cấp 1, cấp 2 là F1 này, F2 này, F3 này. Ví dụ như các mức á, là 3%, 1% và 1%. Khi mà nhiều đầu tư nhiều hơn á, thì các mức nó sẽ cao hơn. Rồi, vì chúc cho các anh chị mình đầu tư một cách tốt hơn nha. Có cái cần gì đó thì liên hệ gì nha. Rồi, xin chào các anh chị.